Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Đức. Nhiều phụ huynh còn chủ quan với bệnh tay chân miệng. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh vấn đề chủ quyền và hợp tác quốc tế. Argentina tê liệt do đình công. WHO cảnh báo về sự bùng phát dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 9, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo nghi thức quốc tang. Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đã tề tựu tại khu vực nhà tang lễ quốc gia Hà Nội để dự lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với vị nguyên thủ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đúng 7 giờ 0 phút, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trọng thể trong nền nhạc trầm buồn hồn tử sĩ. Trong niềm tiếc thương vô hạn, đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Chủ tịch nước. Viếng linh cữu và chia buồn cùng gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, về phía Quốc hội có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, quyền Chủ tịch nước đã viếng linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Hầu A Lền, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Tiếp đó là đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do hai bộ trưởng dẫn đầu đã vào viếng chia sẻ mất mát to lớn đối với gia đình Đại tướng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cùng thời điểm này, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tục diễn ra cho đến 7 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2018. Sau đó linh cữu của Chủ tịch nước sẽ được đưa về quê nhà an táng. Đúng 6 giờ sáng nay, các cơ quan công sở trên khắp nước Lào đã đồng loạt treo cờ rủ, bắt đầu để quốc tang tưởng niệm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, kéo dài đến 18 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2018. Đây là nghi thức đặc biệt mà trước nay Lào chỉ áp dụng trong quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam. Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi nguyện làm hết sức mình, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thưa quý vị, đây là một đoạn trong lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau lễ nhậm chức trước Quốc hội vào tháng 4 năm 2016. Và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và sứ mệnh đúng như lời tuyên thệ. Tưởng nhớ Chủ tịch nước, chúng ta cùng lắng nghe những đồng chí, đồng đội từng sát cánh cùng Chủ tịch nước khi ông đảm nhận vai trò Bộ trưởng Bộ Công an. Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đưa tiếng nói cử tri đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy tiến trình cải cách tư pháp, quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đồng chí chỉ đạo rất nhiều vấn đề, nhưng tôi thấy nổi lên hai vấn đề mà đồng chí nhấn mạnh, đó là phải giáo dục cho những người phạm tội, người ta thấy được những cái lầm lỗi của mình để người ta cải tạo và người ta được hưởng những chính sách khoan hồng và sớm đưa người ta trở về với xã hội, có ích cho xã hội. Cái thứ hai nữa, muốn làm như thế thì đồng chí bảo chúng tôi rằng phải nghiên cứu cái chính sách pháp luật để cái chính sách này tạo điều kiện có lợi nhất cho những người phải thi hành án phạt tù.
trong suốt hơn 40 năm công tác, cống hiến trong ngành công an, kể từ khi còn là cán bộ ở Cục Bảo vệ Chính trị cho đến khi đảm nhiệm vị trí người đứng đầu nhà nước. Dù ở bất cứ cương vị nào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng để lại dấu ấn. Những cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an từng được tiếp xúc, công tác và được nhận nhiệm vụ chỉ đạo từ vị Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đều có chung cảm nhận về một vị tư lệnh ngành với tấm lòng trân trọng, quý mến, cảm phục. Là một cán bộ có thể nói là rất là sắc sảo, rất là thông minh và rất là tâm huyết với lại cái sự nghiệp cách mạng của Đảng, của sự nghiệp cách mạng của ngành. Ông ấy phải nói là một cái năng nổ, nhiệt tình, tức là làm việc thì không lúc giờ trên cái tinh thần của ấy là làm việc không có kể ngày giờ gì cả. Đặc biệt với vai trò là người đứng đầu nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động đối ngoại để nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí đã có nhiều cuộc tiếp xúc với lãnh đạo của nhiều nước trên thế giới. Qua các cuộc tiếp xúc đó, Việt Nam đã ghi những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhiều nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu các tổ chức quốc tế. Với tư cách là Chủ tịch nước, là nguyên thủ quốc gia, ông không chỉ tham gia vào nhiều hoạt động đối ngoại với tư cách là một người nhà lãnh đạo cấp cao, ông còn trực tiếp tham gia vào điều hành, lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp nhiều cái công tác đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Cái thứ hai đấy là Chủ tịch nước trực tiếp tham gia vào hoạch định chiến lược. Tôi rất ngạc nhiên và đánh giá cao rất nhiều ý tưởng mới và có tính sáng tạo. Và đó cũng chính là những cái đóng góp của Chủ tịch nước trong cái công tác đối ngoại về mặt chiến lược. Nguyện làm hết sức mình, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hết lòng với công việc của đất nước đến những thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Tổ quốc và nhân dân sẽ luôn nhớ tới hình ảnh một nguyên thủ của thời kỳ Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, một nhà lãnh đạo gần gũi với nhân dân, nhiệt thành với công việc. Chương trình thời sự tiếp tục với phần tin tức trong tỉnh. Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp xúc với gần 200 cử tri trên địa bàn huyện Châu Đức. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2018 của tỉnh và cả nước, báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5. Tiếp đó, các đại biểu lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri. Các cử tri huyện Châu Đức phản ánh đến đoàn đại biểu Quốc hội một số vấn đề bất cập liên quan đến chính sách bồi thường đất đai, đường giao thông nông thôn xuống cấp và vấn đề tạo việc làm cho con em dân tộc thiểu số. Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị một số nội dung liên quan đến thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách hộ nghèo. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, ghi nhận các ý kiến còn lại để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo tình hình xử lý thủ tục về đất đai, tài sản trên đất sau thu hồi chủ trương chấm dứt hoạt động dự án. Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến tháng 9 năm 2018, tổng số dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh là 132 dự án. Trong đó có 111 dự án không thuộc diện xử lý về đất đai, tài sản trên đất do chưa lập thủ tục về đất đai. Có 13 dự án đã tham mưu xử lý xong về thủ tục đất đai và còn lại 8 dự án chưa xử lý xong. Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, đối với các dự án bị chấm dứt chủ trương đầu tư, thu hồi dự án thì giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để điều chỉnh cho phù hợp. Trường hợp sau khi điều chỉnh mà đất không phù hợp để thực hiện dự án thì phải hướng dẫn người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Đối với trường hợp diện tích đất sau khi điều chỉnh vẫn phù hợp để thực hiện dự án thì Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kêu gọi đầu tư. Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, cùng ý kiến của các sở ngành liên quan, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các địa phương rà soát lại các dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư, qua đó xử lý dứt điểm các thủ tục đất đai và tài sản trên đất, tránh trường hợp các nhà đầu tư bán lại dự án. Sau đó, các sở ngành tham mưu tỉnh phương án đấu giá đất hoặc kêu gọi các nhà đầu tư khác có năng lực vào tham gia đầu tư. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh vừa xin ý kiến ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương mở rộng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn Nitori Bà Rịa Vũng Tàu
tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, thị xã Phú Mỹ. Dự án này đi vào hoạt động vào cuối năm 2017, chuyên sản xuất đồ gỗ, đồ nội thất, ngoại thất và trang trí đồ ngoại thất, với quy mô sản xuất là 8.000 sản phẩm một ngày. Hiện nay công ty đề nghị tỉnh cho phép mở rộng dự án nhằm sản xuất vải dệt, vải nhuộm, phục vụ cho việc sản xuất, gia công rèm cửa, nhập khẩu, chế biến sản xuất và kinh doanh các loại nguyên liệu, bán thành phẩm dùng cho vải liên quan đến rèm cửa. Dự án mở rộng có quy mô khoảng 200.000 m2, công suất sản xuất dệt khoảng 8,8 triệu m một năm, sản xuất nhuộm là 10 triệu m một năm. Làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Nitori Bà Rịa Vũng Tàu cam kết, nếu được chấp thuận mở rộng quy mô và loại hình sản xuất kinh doanh, công ty sẽ áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến. Ít phát sinh chất thải, nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý sơ bộ và đấu nối vào hệ thống nước thải tập trung của khu công nghiệp để xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Công ty sẽ xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành liên quan, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Nitori Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn tất thủ tục đánh giá tác động môi trường đối với phần dự án mở rộng. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định các công nghệ sản xuất của công ty. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Ban quản lý các khu công nghiệp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả đề án giảm nghèo bền vững trong thời gian tới. Từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành khảo sát về đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại các địa phương trong tỉnh. Sáng nay, đoàn tiến hành khảo sát tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn giám sát công tác giảm nghèo Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát tại 5 hộ dân thuộc hai xã Xuân Sơn và Sơn Bình, huyện Châu Đức. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận địa phương đã triển khai khá tốt các chính sách giảm nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các hộ nghèo khó khăn trong tiếp cận thông tin về chủ trương, chính sách giảm nghèo. Một số hộ chưa biết cách sử dụng vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất hiệu quả và ý thức vươn lên thoát nghèo chưa cao. Đoàn giám sát đề nghị Ban chỉ đạo giảm nghèo các xã trên địa bàn huyện Châu Đức tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, tăng cường tư vấn, bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh tế, phương thức làm ăn hiệu quả để người nghèo tự lực vươn lên, hạn chế tâm lý ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Câu lạc bộ Công an Hưu trí tỉnh tổ chức lễ an vị tượng đài liệt sĩ Tạ Văn Sáu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào sáng nay tại số 77A đường vào huyện Thanh Quan, phường 4, thành phố Vũng Tàu. Đến dự buổi lễ có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Công Hậu và Châu Văn Mẫn, ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo công an tỉnh và gia đình liệt sĩ Tạ Văn Sáu. Liệt sĩ Tạ Văn Sáu, sinh năm 1928, quê quán tại xã Phước Thọ, nay là thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Năm 18 tuổi, Tạ Văn Sáu tham gia lực lượng quốc gia tự vệ cục quận Đất Đỏ, từng giữ các chức vụ thư ký công an quận Đất Đỏ, trưởng ban điều tra công an quận Đất Đỏ, trưởng công an căn cứ khu Tây, phó công an huyện Long Đất, phó bí thư huyện Long Đất. Ngày 20 tháng 6 năm 1960, Tạ Văn Sáu đã anh dũng hy sinh để bảo vệ bí mật của đảng và giữ vững khí tiết của người Cộng sản trong một trận vây bắt của kẻ địch. Ghi nhận sự hy sinh anh dũng và những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Tạ Văn Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2011, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Tạ Văn Sáu. Tham dự lễ an vị tượng đài liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Tạ Văn Sáu, tại trụ sở Câu lạc bộ Công an Hưu trí tỉnh, số 77A, đường Bà huyện Thanh Quan, phường 4, thành phố Vũng Tàu, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và dâng hương, hoa với dòng chữ đời đời nhớ ơn liệt sĩ Tạ Văn Sáu. Tiếp theo chương trình thời sự tối là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực nông ngư nghiệp. Theo nghị quyết số 03 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, các hộ sản xuất tại 45 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 50% lãi suất của các ngân hàng thương mại và được hỗ trợ lãi suất vay vốn một lần với mức vay không quá 200 triệu đồng. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Người dân có thể vay vốn ở 5 ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương,
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng là trên 127 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh. Hiện nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành đóng mới 68 tàu theo Nghị định 67. Đa số các tàu đóng mới đều bảo đảm chất lượng, không có tình trạng gỉ sét, hư hỏng, bước đầu đạt được mục tiêu hiện đại hóa đội tàu khai thác hải sản của tỉnh. Tuy nhiên, trong số 68 tàu 67 đang hoạt động, có khoảng 15 tàu hoạt động thua lỗ, chưa trả gốc và lãi cho ngân hàng theo cam kết. Nguyên nhân là do vốn đầu tư cao, chi phí duy tu, sửa chữa lớn, chi phí đầu vào cho một chuyến ra khơi đánh bắt hải sản tăng, dẫn đến hoạt động khai thác kém hiệu quả. Trước những khó khăn vướng mắc trên, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản kiến nghị chính phủ cho phép kéo dài thời hạn vay vốn đóng mới tàu cá vỏ sắt từ 16 năm lên 20 năm, đồng thời cho phép giữ nguyên tỷ lệ hỗ trợ bảo hiểm thân tàu lên đến 90% theo Nghị định 67. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn phân loại nợ dành riêng cho các tổ chức cá nhân vay vốn theo Nghị định 67 đã được nhà nước hỗ trợ lãi suất. Hướng dẫn cụ thể về việc chuyển đổi chủ tàu trong trường hợp chủ tàu không còn khả năng tiếp tục thực hiện dự án đóng mới. Hướng dẫn xử lý đối với khoản vay ngư lưới cụ khi các tổ chức cá nhân được xem xét chuyển đổi nghề cho tàu cá. Theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến năm 2020, tỉnh sẽ có 9.000 hecta cây ăn quả, trong đó có 4 loại cây trồng chủ lực gồm nhãn, mãng cầu ta, thanh long và bưởi da xanh. Trong đó ổn định diện tích nhãn khoảng 1.200 hecta với sản lượng trên 6.700 tấn, diện tích mãng cầu ta khoảng 1.000 hecta với sản lượng gần 6.000 tấn. Riêng thanh long và bưởi da xanh sẽ tăng diện tích từ 200 đến 300 hecta vào năm 2020 so với thời điểm hiện tại. Ngành nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu xác định 4 loại trái cây chủ lực trên sẽ tập trung sản xuất theo hướng sạch, có chứng nhận Việt Gáp hoặc Global Gáp, đồng thời tăng cường liên kết để đảm bảo đầu ra ổn định, giúp nâng tăng thu nhập cho bà con nông dân. Thưa quý vị, khoảng 3 tuần trở lại đây, nông dân Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt đầu xuống giống vụ hoa Tết 2019. Do Tết năm ngoái nguồn cung không đủ cầu, nên năm nay nhiều nhà vườn đã mở rộng diện tích. Năm nào cũng vậy, vào thời điểm cuối tháng 7 âm lịch, gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ cũng thuê hàng chục nhân công để xuống giống hoa Tết, chủ yếu là các loại hoa cúc. Do năm ngoái cung không đủ cầu, nên năm nay chị Trinh xuống giống tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên 70.000 chậu. Dự kiến đến khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch, chị Trinh sẽ xuống giống các loại hoa ngắn ngày khác như vạn thọ, dạ yến thảo, dừa cạn. Nay là em xuống chậu là số lượng là tăng hơn gấp đôi năm rồi. Vì là năm rồi là số lượng chậu mình bỏ mối cho người ta nó ít quá. Rồi người vô nhiều mà không có để bỏ. Năm nay em làm tăng thêm. Tại làng hoa Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, thời điểm này, nông dân tất bật xuống giống hoa Tết. Đây là địa phương có diện tích trồng hoa lớn nhất tỉnh, khoảng 30 hecta với 80 hộ trồng. Hầu hết giống hoa Tết tại đây được nông dân nhập từ Đà Lạt. Tuy nhiên, do các địa phương đều tăng diện tích trồng hoa Tết, nên số lượng giống đang bị thiếu hụt. Nhiều nhà vườn phải chấp nhận xuống giống trễ từ 1 đến 2 tuần so với mọi năm. Giống hạn chế vì đầu Đà Lạt người ta xuất giống ra nó nhiều nơi quá nên nó thiếu giống hụt về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mà nó vẫn có giống thôi nhưng mà nó chỉ trễ lại tí nên nó không đúng theo cái mức độ yêu cầu của người trồng. Đáng lẽ bây giờ ta phải xuống xong hết rồi nhưng mà bây giờ cuối cùng lắm người giờ chưa có giống trồng. Tất cả mọi thứ đều tăng hết, phân do rồi là công giá công năm nay nó lên cao. Theo các hộ trồng hoa Tết, thời tiết đang thuận lợi cho cây giống sinh trưởng phát triển. Dự kiến năm nay, toàn tỉnh xuống giống trên 120 hectare hoa Tết. Các thông tin trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, mới đây Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế thuộc Bộ Y tế đã công bố đã sản xuất các loại vaccine cúm mùa với 3 chủng là cúm AH1N1, cúm AH3N2, cúm B và vaccine cúm đại dịch AH5N1 trên quy mô công nghiệp. Việc nghiên cứu hai loại vaccine này được tiến hành từ năm 2010 trên công nghệ nuôi cấy trứng gà có phôi. Từ năm 2012 đến nay, hai vaccine đã trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm lâm sàng với kết quả an toàn, có khả năng đáp ứng miễn dịch ở người trưởng thành khỏe mạnh. Kết quả tổng thể được các tổ chức y tế đánh giá, các vaccine được dung nạp tốt, có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch bảo vệ. Việc nghiên cứu sản xuất thành công các loại vaccine cúm mùa, cúm AH5N1 là thành tựu lớn trong việc nâng cao năng lực sản xuất vaccine, khả năng sẵn sàng ứng phó đại dịch của Việt Nam.
Thành công này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam mà còn góp phần tăng nguồn cung ứng vaccine cúm trong khu vực, trên thế giới. Hiện tại, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế đang thực hiện các thủ tục đăng ký cấp phép cho các loại vaccine trên và dự kiến sẽ lưu hành vào năm 2019 với giá thành chỉ bằng 1/3 so với giá thuốc nhập khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 9, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo nghi thức quốc tang. Cháu Trần Minh An ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc được gia đình đưa đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc trong tình trạng sốt cao, khó hạ. Trên người cháu An nổi nhiều mụn nước, miệng bị lở loét. Bác sĩ xác định cháu An bị mắc tay chân miệng và chỉ định nhập viện theo dõi, điều trị do tình trạng bệnh của cháu An khá nặng. Dấu hiệu bệnh tay chân miệng điển hình như vậy, nhưng gia đình cháu An không mảy may nghĩ đến việc cháu An bị mắc phải. Trước đó thì em không biết tay chân miệng như thế nào hết, từ bé bị thì mới biết. Tại nó có thằng An đầu nó không bị, thằng An cũng được 3 tuổi rồi, thì bé này bị em mới biết. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 9 đến nay, Bệnh viện Bà Rịa ghi nhận hơn 60 ca tay chân miệng, tăng 20 ca so với tháng 8 và tăng gấp đôi so với thời điểm tháng 7. Rất nhiều phụ huynh không nhận biết được các dấu hiệu bệnh tay chân miệng ở con mình nên không đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị kịp thời. Do đó, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao không hạ, miệng lở loét, bỏ ăn uống, sức khỏe suy giảm mạnh. Em thấy bé bị sốt, rồi bé bị nổi, ta mấy cái dấu hiệu như là như sáng sớm em mới phát hiện là bé bị nổi dấu hiệu này. Thì hả, ẩm thì khá, cứ nghĩ là đậu mùa, nhưng mà bác sĩ khám thì nói bị tay chân miệng. Bệnh tay chân miệng là một bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền qua đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có những dấu hiệu điển hình. Sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da, chủ yếu ở dạng phỏng nước, thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông. Bệnh xảy ra quanh năm và hầu hết ca bệnh đều diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời, đúng cách, thì bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, dẫn đến tử vong. Hiện nay bệnh tay chân miệng điều trị rất là nhiều tiến bộ lắm. Ví dụ như khi mà em bé bị giật mình hoặc là bị sốt cao không hạ thì ta có một cái chất kháng thể truyền vào thì em bé nó đỡ rất là nhanh, đa số là rất là tốt. Và như những trường hợp mà như bị siêu hấp tuần hoàn mà đến sớm đó, đôi khi chúng ta điều trị tích cực và vẫn có hiệu quả. Cho nên chúng ta phải chủ động phát hiện sớm để em đi đến bệnh viện kịp thời. Hiện nay công tác phòng chống bệnh tay chân miệng đang được ngành chức năng, các địa phương và các trường học, đặc biệt là các trường mầm non tăng cường thực hiện. Để kéo giảm số ca tay chân miệng, ngành y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh không chủ quan, lơ là với dịch bệnh, thực hành tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Khi trẻ có các biểu hiện sốt, đau họng, nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế để chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả không mong muốn. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump vừa có bài phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 đang diễn ra ở New York, trong đó khẳng định chủ quyền của nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, Mỹ sẽ luôn lựa chọn sự độc lập và hợp tác thay vì sự chi phối, kiểm soát và thống trị toàn cầu. Ông khẳng định Mỹ sẽ không bao giờ yêu cầu các quốc gia khác sống hay làm việc như thế nào. Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng Mỹ đang tái đàm phán có hệ thống các thỏa thuận thương mại tồi tệ và ông tin nhiều lãnh đạo tham dự cuộc họp đều đồng ý rằng hệ thống thương mại thế giới cần phải thay đổi. Đề cập đến căng thẳng thương mại với Trung Quốc, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ không cho phép người lao động nước này bị đối xử không công bằng và các doanh nghiệp Mỹ bị lừa gạt. Trong khi đó, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với Mỹ nên dựa vào khuôn khổ của thỏa thuận hạt nhân quốc tế giữa Tehran và nhóm P5+1. Tại phiên họp toàn thể lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani nêu rõ, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng nên thực hiện theo khuôn khổ của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Iran cũng cáo buộc chính quyền Washington mưu toan lật đổ chính phủ của ông. Ứng viên cho vị trí tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc vừa lên tiếng phản đối việc tạm ngừng tập trận của Mỹ vào Hàn Quốc và cho đó là một mối nguy hiểm lớn
có thể làm xói mòn khả năng sẵn sàng tác chiến. Tướng lục quân Mỹ ông Robert Abrams nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Mỹ rằng việc trì hoãn tập trận cuối tháng 8 và 9 là sự nguy hiểm lớn khi Mỹ và Hàn Quốc muốn thay đổi mối quan hệ với Triều Tiên. Tại phiên điều trần, ông Abrams cũng bày tỏ quan ngại về mối nguy hiểm chiến thuật lớn nếu Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc. Liên quan đến vấn đề người di cư, hôm qua bốn nước châu Âu là Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Đức đã đạt thỏa thuận tiếp nhận gần 60 người di cư trên tàu cứu hộ Aquarius đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Manta. Chính phủ Pháp cho biết nước này sẽ tiếp nhận 18 người di cư trên tàu Aquarius. Đức và Tây Ban Nha mỗi nước tiếp nhận 15 người, trong khi Bồ Đào Nha thông báo tiếp nhận 10 người nhằm bày tỏ tình đoàn kết trước dòng người di cư dự địa Trung Hải vào châu Âu. Chính phủ Manta cho biết toàn bộ 58 người di cư trên tàu Aquarius sẽ được chuyển sang các tàu tuần tra tại vùng biển quốc tế để đưa vào nước này trước khi phân bổ tới 4 nước trên. Cả 58 người này đều có thể nộp đơn xin tị nạn và được nước tiếp nhận xem xét nguyện vọng. Chuyển sang những thông tin khác. Hôm qua, một cuộc tổng đình công diễn ra trên khắp đất nước Argentina để phản đối chính sách kinh tế thắt lưng buộc bụng mà chính phủ nước này đang thực hiện. Cuộc tổng đình công này do Tổng Công đoàn Lao động Argentina tổ chức đã khiến cho mọi hoạt động tại Argentina gần như tê liệt. Các trường học, ngân hàng, trạm xăng, siêu thị lớn đều đóng cửa. Tại các bệnh viện công chỉ còn khoa cấp cứu hoạt động. Các dịch vụ vận tải công cộng đều dừng hoạt động hoàn toàn. Việc vận chuyển và phân phối hàng hóa trên toàn quốc cũng bị đình trệ. Hàng trăm chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 25 tháng 9 đã bị hủy bỏ. Cháy rừng nghiêm trọng đã buộc hàng trăm người dân tại vùng Tuscany, miền Bắc Italy phải sơ tán khẩn cấp. Ngọn lửa bùng phát đêm 24 tháng 9 đã thiêu rụi khoảng 600 hectare rừng. Đám cháy cũng ảnh hưởng tới nhiều thị trấn lân cận. Lực lượng cứu hỏa đang triển khai chiến dịch dập lửa, khoanh vùng khu vực cháy đã hạn chế thiệt hại về người và vật chất. Tuy nhiên, công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do gió mạnh. Tình trạng bạo lực và hỗn loạn của các nhóm vũ trang đối lập tại tỉnh phía Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo trước thềm bầu cử đang trở thành một cơn bão hoàn hảo tiếp theo cho sự bùng phát dịch bệnh do virus Ebola gây ra tại quốc gia này. Đây là cảnh báo được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra ngày 25 tháng 9 trong bối cảnh ổ dịch Ebola mới nhất tại quốc gia châu Phi này vẫn đang hoạt động và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh. Ngày 18 tháng 9, WHO đã cử 209 chuyên gia đến Cộng hòa Dân chủ Congo để hỗ trợ các hoạt động ứng phó. Trong số đó có các điều phối viên, các chuyên gia thuộc lĩnh vực dịch tễ học, xét nghiệm, hậu cần, chăm sóc lâm sàng. Hơn 5.000 trường hợp bị cho là đã tiếp xúc với bệnh nhân Ebola và khoảng 1.983 người đang được giám sát. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 26 tháng 9. Thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang diễn biến khá tốt. Khí trời khô ráo, mưa giảm, chỉ còn mưa rải rác vào chiều tối và đêm với lượng mưa không đáng kể. Tuy nhiên, trong cơn dông, người dân vẫn cần đề phòng hiện tượng gió giật mạnh. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, nguyên nhân giảm mưa là do trường gió Tây Nam hoạt động yếu, trong khi áp cao cận nhiệt đới hoạt động trở lại. Đây là hình thái thời tiết gây nắng nhiều, nên nhiệt về đêm giảm nhẹ từ 25 đến 27 độ, nhưng ban ngày mức nhiệt tăng cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi. Đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông, đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông, đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4. Tại Vũng Tàu ngày 27 tháng 9 năm 2018, mực nước cao nhất 380 cm xuất hiện lúc 2 giờ 30 phút, thấp nhất 90 cm xuất hiện lúc 20 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.